Đây, mình vào cái trang chủ của Sanodina, Care Store Official đây. Sau đó thì kênh marketing. Đấy, xong rồi không thấy cái phần tăng đơn cùng KOL đâu cả. Đây là Chrome. Chrome. Đây là thử một cái của Microsoft. Đây, Shopee sau là đây. Sau đó cũng vào cái phần kênh marketing. Thì cũng không thấy cái mục tăng đơn cùng KOL đâu. Đây. Shopee đây. Đăng xuất này. Xong vào lại này. Marketing này. Cũng không thấy luôn.